Hi everyone, welcome back to my channel. This is me again, Mr. Sun. So, if this is your first time you watch my YouTube channel, don't forget to click like and subscribe for more useful videos. And in this video, I'm going to share with you guys 150 most common useful English structures. Và trong chuỗi video này thì sẽ chia sẻ cho các bạn 150 cấu trúc tiếng Anh phổ biến nhất trong giao tiếp. Và đây sẽ là lesson number 1. Và trong mỗi lesson thì sẽ chia sẻ cho chúng ta 5 cấu trúc kèm những tình huống thực tế mà các bạn có thể thấy xuất hiện trong những cuộc sống hàng ngày hoặc trong những bộ phim để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách dùng của từng cấu trúc. So, let's get started. The first structure. Harvey may not know you well enough to understand when you're making fun of him. Who's stupid enough to steal from us? Stupid whack job. Wears a cheap purple suit and makeup. Và vừa rồi các bạn đã được xem đó là cấu trúc chủ ngữ cộng to be cộng tính từ cộng enough ở to verb. Cấu trúc này có nghĩa là đủ để làm gì. For example, he is rich enough to buy that car. Anh ấy đủ giàu để mua cái xe đó. Or, the water is warm enough to drink. Nước thì đủ ấm để uống. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp những cấu trúc này ở trong các bộ phim. Do a court. Need you alive long enough to get you on the record. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. The second structure. Maybe not, but I have enough blood on my hands. Now, did y'all get this darn one? You have enough money? Yes. Cấu trúc số 2 của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng động từ cộng enough cộng với danh từ và to verb. Cấu trúc này có nghĩa là đủ cái gì để làm gì. For example, I have enough money to buy a new TV for my parents. Tôi có đủ tiền để mua TV cho bố mẹ của tôi. Or, we have enough people to play this game. Chúng tôi có đủ người để chơi trò chơi này. So now, let's watch more. Parents have enough money for them to eat. I have enough money to last us the rest of our lives. Look. Ooh, I didn't have enough respect for that power, and it's out now. The third structure. Too hot to fight. Yeah, they're much too hot to suit. Cấu trúc số 3 của chúng ta là chủ ngữ cộng động từ cộng to cộng với tính từ hoặc trạng từ for somebody to verb. Cấu trúc này có nghĩa là quá cho ai để làm cái gì. For example, this structure is too easy for you to remember. Cấu trúc này thì quá dễ với bạn để nhớ. Or, he ran too fast for me to follow. Anh ấy chạy quá nhanh với tôi để tôi có thể đuổi kịp. Too hard to move in North America. Structure number 4. Told Nick that because of the power cut, you got cold. I kept hearing that Shandan was so cold that your nose would break off if you touched it. Cấu trúc này đó là chủ ngữ cộng với động từ cộng với so hoặc là to cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng với that cộng với clause, một mệnh đề là chủ ngữ cộng với động từ. Cấu trúc này có nghĩa là quá đến nỗi mà. For example, this test was too hard that we couldn't finish it. Bài kiểm tra thì quá khó đến nỗi mà chúng tôi không thể hoàn thành nó. Or, he speaks so soft that we can't hear anything. Anh ấy nói quá nhỏ đến nỗi mà chúng tôi không thể nghe thấy gì cả. I'm going to make your face so hot that old Nick will have to take you to the hospital in his truck, and then when you get there... And in particular pointing out to Andreas that there was absolutely no point in making your curry de poulet vindaloo so hot that it actually raised welts on the surface of your tongue. When I just happened to look out of the window and there was Odell in the garden reading a book. Structure number 5. Maybe it's not such a good idea that we keep going out. Cấu trúc này đó là it cộng với động từ cộng với such. Cộng với ơ ân, cộng với danh từ, cộng với that, cộng với chủ ngữ và động từ.
Cấu trúc này có nghĩa là quá đến nỗi mà. For example, it is such a heavy box that I cannot take it. Với cái hộp này quá nặng đến nỗi mà tôi không thể cầm được nó. Or it is such an interesting book that I cannot ignore it at all. Oh, đây là quyển sách quá hay đến nỗi mà tôi không thể phớt lờ nó. Now, let's watch more. Yes, honey. This is the first time the O'Haras have ever been over for dinner, and I think maybe it's not such a good idea that, you know, they think this kind of thing happens all the time. I just had such a good time. That was really fun. Okay, và trong bài học đầu tiên, Hề đã chia sẻ cho các bạn 5 cấu trúc rất là phổ biến trong giao tiếp. Và các bạn có thể thấy những cấu trúc này người ta rất là sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong các bộ phim. Và các bạn đừng quên, trong video tiếp theo thì sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cấu trúc tiếp theo trong chuỗi video 150 cấu trúc câu phổ biến nhất trong tiếng Anh. Ok, thank you everyone. Ta-ta for now.